Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hải Chiêu. Sợ em nói gì đấy chứ? À, đây một cái cú chuyển qua rất là bất ngờ chị Mai. Thì lại tới cái tầm này của hàng năm thì chúng ta lại sẽ có một cái buổi ngồi nữa với nhau để coi thử là top 5 chiếc đồng hồ mà nó xứng đáng để các bạn xuống tiền mua trong mùa Tết năm nay. Và phù hợp. Dạ đúng rồi, phù hợp là sẽ là cái yếu tố đầu tiên rất quan trọng. Tại vì năm 2023 chúng ta không biết rồi là nó kinh tế nó không được tốt như hàng năm. Cho nên những cái mẫu đồng hồ mà chúng ta chọn thì cái giá nó cũng sẽ phải mềm mềm một chút. Dạ. Nhưng mà chất lượng thì nó vẫn phải ok, nó phải từ tốt đến xuất sắc chứ không phải là nó mềm được. Okay. Cho nên là mình tin là năm mẫu đồng hồ ngày hôm nay sẽ là năm sự lựa chọn mà mình với chị Mai rất cân nhắc rất kỹ và các bạn có thể suy nghĩ thêm một tí xíu nữa thôi, chúng ta lại xuống tiền để có một chiếc đồng hồ mới đeo dịp Tết này ha. Rồi ok, và ngay bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với mẫu đồng hồ đầu tiên sau đây nhé. Rồi, vậy thì chị đang rất là mong chờ không biết là cái sự lựa chọn đầu tiên mà em sẽ mang tới ngày hôm nay sẽ là cái sự lựa chọn như thế nào, đến từ thương hiệu nào? Với cái tầm giá dưới 5 triệu thì hôm nay mình với chị Mai cũng tương đối bất ngờ khi mà cái nhãn hàng đồng hồ mà đang mình thấy ok nhất đó chính là đồng hồ Citizen. Thì trong thương thức của em Citizen thì khoảng đâu đó khoảng 5 trở lên mà tầm giá chưa tới 4 triệu, thậm chí chưa tới 3 triệu rưỡi chúng ta có một chiếc đồng hồ rất là ngon thế này thì nó xứng đáng được giới thiệu đầu tiên. Đây là chiếc đồng hồ Citizen với mã là BI5087E với mức giá chỉ có hơn 3 triệu 2 một tí xíu thôi. Nhưng mà cái chất lượng bạn mang lại thì cái tên Citizen nó nói là cái chất lượng rồi, không cần phải nói quá nhiều nữa. Một chiếc đồng hồ các bạn nhìn sơ qua các bạn thấy sẽ rất là basic với một cái mặt số bên trong màu đen và với một cái dây kim loại bên ngoài. Thì với thiết kế như vậy thì chị Mai thấy là rõ ràng này, mang lên là nó đã sang rồi. Đúng. Cần được mọi loại outfit luôn, đi đâu cũng mang chiếc hội lên được. Đúng. Ha. Cho nên là đây là sự lựa chọn đầu tiên của mình. Thì nếu các bạn cần một chiếc đồng hồ cơ bản để đi làm hay đi bất cứ một cái sự kiện nào đó là chúng ta không có muốn có thêm những cái mẫu đồng hồ khác, khó hai ba cái, chỉ còn muốn một cái mà có thể mang được mỗi ngày thì chiếc đồng hồ Citizen là một sự lựa chọn nó phù hợp ha. Nói thơ qua thêm về thiết kế thì các bạn thấy mặt bên trong chúng ta sẽ không có những cái con số mà chúng ta chỉ có những cái cọc số thôi. Thì cái này theo em thấy là nó sẽ là một cái nhược điểm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta xài lâu chúng ta sẽ quen. Tại vì nếu mà chúng ta đã quen xài có số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rồi mà chỉ có những cái cọc như vậy thì em nghĩ chúng ta sẽ tốn khoảng đâu đó khoảng 1 đến 2 tuần để làm quen, đúng không? Thế thì có lẽ là em sẽ phải nhìn đồng hồ của chị đấy. Đồng hồ chị Mai này cũng không có số luôn. Thì nhưng mà chị Mai với một người mà sử dụng đồng hồ không số như vậy thì chị đã quen với cái việc là không có những cái số cụ thể chưa? Có lẽ là chị làm quen khá là nhanh. Đó. Có thể là như thế, tại vì mình như em thấy đấy, đồng hồ của chị chỉ có đúng 3 điểm nữa. Dạ đúng rồi. Chỉ có 3 cái đá đính ở 3 vị trí là 3, 6 và 9 giờ thôi ha. Thế nhưng mà mình cảm thấy là nó không có phải là vấn đề quá lớn khi mà mình theo dõi thời gian. Mặc dù là đeo nhìn lướt qua thôi là mình cũng đủ phát hiện ra là cái bao nhiêu giờ rồi. Chứ đừng nói là đây là một mẫu đồng hồ mà chúng ta có đầy đủ 12 cọc số rồi. Dạ rồi. Ok, như vậy thì cái việc lo lắng các bạn, các bạn cũng có thể giảm bớt phần nào khi mà chúng ta có thể làm quen với cái cọc số rất là nhanh thôi ha. Rồi tiếp theo về kính thì chiếc hồ sẽ có kính khoáng nè, nó sẽ chống va đập tốt nhưng mà chống trầy thì nó ở mức vừa phải thôi, các bạn cũng cẩn thận ha. Và độ chống nước lên tới 50m thì với cái độ chống nước này thì mình nghĩ các bạn hoàn toàn yên tâm để mang đi bơi được. Đi mưa thì lại càng ok, hay là rửa tay thì nó khỏi nói rồi. Tuy nhiên thì nếu mà những hoạt động mà nó quá là hạt co như kiểu lướt sóng hay là lặn này kia thì rõ ràng đây không là một chiếc đồng hồ phù hợp với những cái thể loại đó, nên là các bạn cân nhắc ha. Tổng kết lại, đây sẽ là một chiếc đồng hồ mà nó phù hợp cho những bạn muốn sở hữu chiếc đồng hồ đầu tiên của mình, hay các bạn muốn có một chiếc đồng hồ mà cần được mọi là outfit, chúng ta không cần phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều, cứ đeo lên là hợp thôi, thì những chiếc đồng hồ Citizen như thế này sẽ là phù hợp với chúng ta ha. Chị xin phép được bổ sung thêm một ý nữa là với bộ kim của mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ được phủ thêm một lớp dạ quang nhé. Chị nghĩ đây là một trong những cái yếu tố khá là quan trọng, tại vì có nhiều anh ấy khi mà tìm mua đồng hồ thì mọi người hay đặt cái yếu tố là phải có dạ quang lên hàng đầu. Nếu như mà ok nó đẹp đấy nhưng mà nó không có dạ quang thì đôi khi các anh cũng sẽ phải cân nhắc khá là nhiều để lựa chọn. Dạ, thì đây là một mẫu đồng hồ mà chúng ta có cả dạ quang nữa để hỗ trợ chúng ta theo dõi giờ trong điều kiện thiếu sáng này. Mà còn bên cạnh đó, ngoài vị trí 3 giờ thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái ổ định ngày cũng khá là tiện lợi hơn trong quá trình chúng ta sắp xếp công việc. Rồi, okay. Vậy thì hãy đến với option thứ hai đi. Option thứ hai cũng đến nhà từ nhà Citizen. Thì chiếc đồng hồ này có thể nói là giống như chiếc đồng hồ đầu tiên nhưng đúng mà rồi. Đổi thành dây da, đúng không chị? Đổi thành dây da, một cái phong cách trẻ trung hơn. Dạ, và nó đổi màu một chút. Hồi nãy cái đồng hồ nãy thì mặt bên trong màu đen, dây màu kim loại. Ngược lại thì với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ mặc bên trong màu trắng và cái dây màu đen. Thì mình cũng chọn ngay mặt chiếc đồng hồ này luôn, tại vì nó sẽ cùng một cái phong cách với bạn kia là có thể
một chiếc đồng hồ mà hơn cân được loại mọi loại outfit. Tại vì chị nghĩ là nó sẽ có một cái thiết kế đơn giản thì nó cũng sẽ rất là dễ mang với nhiều loại outfit khác nhau, đúng không? Đấy là yếu tố đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn một mẫu đồng hồ mà có thể có tính ứng dụng cao. Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Thì nếu bạn là một người mà hay mặc áo sơ mi quần tay đi làm thì mình nghĩ là cái mẫu đồng hồ đầu tiên nó sẽ phù hợp. Nhưng nếu là các bạn có một cái phong cách mà nó thoải mái hơn, nó trẻ trung hơn, giống hay bạn mặc áo thun này, mặc quần jean hay mặc quần kaki á, thì những chiếc đồng hồ dây da này nó sẽ fit bạn tốt hơn là chiếc đồng hồ dây kim loại này, tại vì nó nhìn nó sẽ trẻ trung và nó bớt cứng hơn chiếc đồng hồ kia. Tuy nhiên á, thì nhìn nó như vậy thôi chứ nó cũng sẽ không bị trẻ con, nó không bị trẻ quá. Nó sẽ phù hợp với những cái anh mà em nghĩ là khoảng từ 30 trở lên nó sẽ phù hợp. Bởi vì cái dây da này nè, nó sẽ được dập cái vân cá sấu. Thì với cái vân cá sấu này á, thì nó sẽ làm chiếc đồng hồ nhìn nó đứng đắn hơn. Nó có điểm nhấn là nó cũng sẽ đứng đắn, nó trưởng thành hơn so với cái dây da trơn. Cho nên nếu như mà bạn đang còn băn khoăn không biết là mẫu đồng hồ này nó có thực sự trẻ quá hay là không, yeah, thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn phù hợp đấy. Hồi nãy em nói là từ 30 tuổi, thế nhưng mà chị cảm thấy cái mẫu đồng hồ này từ 25 tuổi là đã đeo rất là đẹp rồi. Dạ đúng rồi. Đã đeo rất là phù hợp rồi, tại vì một cái thiết kế đơn giản với tông màu sống màu trắng nữa, một trong những cái tông màu mà chúng ta có thể phối hợp với rất là nhiều những cái bộ trang phục khác nhau ha. Rồi, với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một số mã là BI5010A với mức giá là 3.185.000 đồng các bạn nhé. Rồi, ok. Nói sơ qua về thông tin chiếc đồng hồ này đi. Nó cũng sẽ có một cái kính khoáng nè, rồi độ chống nước cũng là 50 ATM, các bạn có thể đi mưa đi tắm thoải mái, nhưng mà hạn chế. Đặc biệt là chiếc đồng hồ này mình sẽ không khuyên các bạn đi bơi, tại vì cái dây này, cái dây da thì dây da mà nó ngấm nước thì nó sẽ xuống cấp rất là nhanh, đặc biệt là có mùi nhá. Dạ đúng rồi, cho nên là đi mưa là mình nghĩ là nó tối đa rồi. Mặc dù chiếc đồng hồ này có thể chịu được nước đi bơi thì thoải mái, nhưng mà với cái đặc tính dây da thì mình khuyên không nên ha. Rồi về phần mặt bên trong, chúng ta sẽ có một cái, có những cái đường kẻ sọc, nó sẽ tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp khi mà ánh sáng nó chiếu vào nè. Những cái cọc số nó cũng sẽ không có những cái con số cụ thể luôn, mà cũng sẽ là những cái cọc số nhìn nó sẽ thanh mảnh hơn cái chiếc đồng hồ này một chút. Nếu mà so với hai chiếc đồng hồ thì em thấy chiếc đồng hồ có vẻ là nó hơi khó xem vợ một tí xíu thôi, tại vì những cái cọc số nó màu bạc nè, và cái nền cũng sẽ là màu bạc luôn, cho nên là nó sẽ hơi khó xem giờ và các bạn cũng sẽ tốn thời gian để làm quen. Cái câu chuyện này chỉ là làm quen hay không thôi, chứ cái mình sẽ không tin là chiếc đồng hồ sẽ làm khó bạn trong thời gian lâu dài đâu. Cho nên là chịu khó làm quen một thời gian thôi. Và nó cũng sẽ có một cái ô lịch ngày ở vị trí 3 giờ cho chúng ta ha. Đây, chiếc đồng hồ cũng rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là thời trang và dễ dàng cho sử dụng các bạn. Rồi, ok, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với một cái sản phẩm đến từ thương hiệu nào ha, hay là vẫn là Citizen đây? Em nghĩ là mình cho Citizen chuyện này được rồi. Là Citizen nhiều quá bạn sẽ chán á. Chúng ta sẽ đến cùng một cái thương hiệu cũng đến từ Nhật nữa, cũng rất là nổi tiếng thôi, và đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ hiếm hoi đến từ thương hiệu này mà có cái tầm giá tốt như vậy. Đó chính là Orion. Orion thì có lẽ là nếu như mà cho phép chị đánh giá thì có lẽ là chị sẽ đánh giá Orion khá là cao ở trong cái phân khúc giá này, đi kèm với đó là một trong những cái thương hiệu mà chị nghĩ là nó sẽ tốt nhất với thị trường Nhật Bản ha. Rồi, vậy thì thiết kế này chúng ta sẽ có gì? Nó lại là một cái trường phái khác hẳn hai các bạn hồi nãy. Hai các bạn hồi nãy thì các bạn những trẻ trẻ cũng có thể mang được. Nhưng với chân hồ Orion này thì mình nghĩ là các bạn sẽ theo phong cách nó đứng hơn thì nó sẽ phù hợp. Bởi vì thứ nhất là bạn thấy rồi, là cái phần mặt bên ngoài nó sẽ là màu vàng gold. Thì cái màu vàng gold này nó sẽ không có thực sự là phù hợp với những người trẻ cỡ mình, chị may thì nó sẽ không phù hợp rồi. Nhưng những anh lớn hơn, những bắt đầu chỉnh rồi thì cái màu vàng gold nó sẽ rất là đẹp. Dây thì cũng là dây da, cũng được dập vân cá sấu, nó cũng sẽ đứng giống như là cái chiếc đồng hồ thứ hai hồi nãy. Và đặc biệt là cái phần mặt số bên trong là một cái điểm nhấn em thấy rất là hay của Orion. Đó chính là nó sử dụng cái số La Mã. Thì cái số La Mã này em thấy một vài hãng đồng hồ nếu họ xài cái phong không cẩn thận, cái phong chịu không cẩn thận, nhìn đồng hồ nó sẽ rất là chán, sẽ rất là buồn. Và kiểu như là nó nhìn nó cổ điển nhưng nó cổ điển không tới. Nhưng với Orion này á, cũng là những cái cột số La Mã đó, nhưng cái phong chữ mình họ dùng mình cảm thấy đánh giá rất là cao. Nó phù hợp với tổng thể đồng hồ này, nó mảnh thôi, nó không có dày, và nó tạo một chiếc đồng hồ đúng với cái phong cách classic, cái phong cách cổ điển của chiếc đồng hồ. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này cũng sẽ có một cái điểm nhấn nữa là ở bên mặt giữa, ở bên trong giữa chiếc đồng hồ nó sẽ có những cái vạch. Thì cái vạch thường là sẽ nằm ở bên ngoài để nó nằm chung với những cột số, đúng không? Thì Orion á, họ đã không cắt chi tiết, không cắt những cái vạch này đi, nhưng họ lại dời nó vô trong. Chúng ta vẫn có đầy đủ vạch chúng ta xem giờ, nhưng những cái vạch này nó lại không có chồng chéo với những cái cột số La Mã, nó gây vướng mắt chẳng hạn, nó sẽ được nằm vô trong. Thì đây cũng là một cái thiết kế rất là thông minh từ Orion ha. Thường những hãng đồng hồ này họ sẽ để trống phần bên trong này, họ để trống trơn như kiểu bạn Citizen này, nó sẽ trống trơn luôn, nhưng mà Orion thì họ đã dời cái này vào trong để vẫn đầy đủ nhưng mà nó không có bị chồng chéo hay gì. Và chị cảm thấy là khi mà mình nhìn vào cái mặt số của mẫu đồng hồ này thì cảm giác như mẫu đồng hồ này nó có chiều sâu ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì nó được chia làm hai lòng ha, và lòng bên trong thì nó cũng sẽ thấp hơn một chút xíu so với cái lòng bên ngoài. Đấy, thì nó cũng sẽ có chiều sâu hơn. Bên cạnh đó thì chị thấy là mẫu đồng hồ này sẽ chỉ được trang bị hai kim thôi. Nó lại càng mang tới một cái vẻ đẹp nó tinh giản, tinh giản, tinh giản, tinh gọn đấy. Nhưng mà nó
chị nghĩ là nó cũng sẽ đồng bộ. Tại vì sao? Thiết kế bên ngoài, ví dụ như là các cọc chỉ giờ nó đã là chữ số La Mã, nó khá là nhiều họa tiết rồi. Thì bên trong nó lại tinh gọn để nó có thể bù đắp lại, để mang tới một cái sự hài hòa nhất định khi mà chúng ta nhìn vào cái tông màu mặt số này nhá. Em vừa mới phát hiện ra một cái tính rất là hay chiếc đồng hồ này. Cái tầm giá của nó vẫn dưới 5 triệu thôi, nhưng nó nhỉnh hơn hai bạn hồi nãy. Thì nó nhỉnh hơn tính lên một cái lý do này, đó chính là cái kính này sẽ là kính sapphire. Sapphire là một cái kính phải gọi là quá gần như là cao cấp nhất hiện nay rồi. Kính sapphire thì vỡ là chắc nó không vỡ đâu, mà trầy nó cũng sẽ không trầy luôn. Nếu các bạn có chiếc đồng hồ kính sapphire thì các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái hơn, chứ mình không có lo cái tình trạng chiếc đồng hồ nó bị trầy xước rồi. Cho nên với kính sapphire này, nó cũng là một cái điểm mà nó đáng giá, nó giúp chiếc đồng hồ này nó lên một cái tầm cao mới ha. Chỉ có một điểm quan ngại thôi, nãy giờ nói vài lần rồi là không biết là do mình không có kiến thức và phối đồ nhiều hay sao, nhưng mà khi mình nhìn chiếc đồng hồ này nè thì mình chỉ tông màu, tông màu này hay là cái kiểu dáng của nó sẽ phù hợp, theo mình thấy nó sẽ phù hợp với những người lớn tuổi hơn. Bởi vì đưa cho mình cái đồng hồ này, đưa mình cái này mình sẽ không biết đeo sao hết trơn á, thì nó sẽ mình sẽ hơi cấm chỗ đó thôi. Còn lại về chất lượng, về thương hiệu, về kiểu dáng, về mức độ đẹp của nó thì quá là ok như mình nói rồi ha. Rồi thì đó là sơ qua về ba mẫu đồng hồ. Những cái thông số kỹ thuật cụ thể nó sẽ nằm dưới phần description, sẽ có những cái link ha, thì các bạn nếu các bạn thích mẫu nào các bạn click được link vào chúng ta coi kỹ thêm. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với mẫu đồng hồ thứ tư ngày hôm nay ha. Có vẻ nãy giờ thì Duy đang khá là tâm đắc với mẫu đồng hồ này đây, không biết là nó sẽ như thế nào đây. Mẫu đồng hồ này mình quyết tâm phải chọn các bạn. Chiếc đồng hồ này những năm trước nó sẽ không xuất hiện cái kiểu này đâu. Năm nay mới xuất hiện thôi, tại vì nó cũng sẽ liên quan đến một cái kiểu thời trang mà em thấy nó bắt đầu nó thịnh hành trong năm nay. Đó chính là các bạn sẽ mặc đồ theo kiểu nó classic, nó retro hơn. Thậm chí những bạn trẻ kiểu em đó nè, các bạn cũng sẽ rất là sẵn sàng mặc những cái tông màu, những cái phong cách mà nó cổ điển, nó không phải cổ điển kiểu như là đồ vest, đồ suit đâu, mà nó sẽ cổ điển kiểu là nó vẫn bùi á. Thì em tin là với cái phong cách đó nó vẫn sẽ tiếp tục vào năm 2024. Và vì vậy thì với cái bộ đồ đẹp như vậy rồi thì các bạn cũng nên có một chiếc đồng hồ nó tương đồng, nó cùng cái vibe đó. Thì đây sẽ là một cái thương hiệu đến từ Mỹ, Fossil. Và đặc trưng của Fossil là những chiếc đồng hồ như thế này. Một cái đồng hồ mặc bên trong á, nhìn nó rất là cổ điển, cùng một cái dây da rất là đẹp. Em tin là năm nay mà thưởng Tết ok chút chắc cũng xuống tiền cái con này. Thực ra là thế. Rồi. Bao nhiêu nhỉ? Thế thì mức giá là bao nhiêu để em có thể thưởng Tết cao lắm thì em mới dám mua đấy nhỉ? Thì tiêu chí cũng sẽ là dưới 5 triệu thôi. Con này nó cũng hụt dưới 5 triệu cũng tương đối nhiều. Chỉ có khoảng 4 triệu 6 thôi. Các bạn sẽ có một cái chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của Mỹ, Fossil, các bạn biết rồi, thì một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Tuy nhiên thì ở Việt Nam á, chúng ta sẽ không có mang nhiều. Nhắc cái tên chúng ta vẫn biết thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không gặp được nhiều ở trên đường phố hay là gặp ở ngoài xung quanh, chúng ta sẽ không thấy nhiều đâu. Cho nên là nếu các bạn muốn chiếc đồng hồ đó chất lượng nhưng mà nó phải khác số đông, Fossil là một cái sự lựa chọn hay rất là ok các bạn ha. Rồi nói kỹ ở chiếc đồng hồ đi. Chiếc đồng hồ này sẽ có mã là FS5963 đến từ nhà Fossil ha. Cái đặc trưng mà tại sao mình chọn các bạn chiếc đồng hồ này đó chính là cái cách phối cái màu giữa cái mặt số bên trong lẫn cái dây bên ngoài. Rất là hiếm những cái mẫu đồng hồ có cái mặt số bên trong nó dán thấy cái màu xanh lá như vậy. Em thấy rất là hiếm. Tại vì cái màu xanh lá nó sẽ không phải là một cái màu nó dễ mặc đồ. So với màu xanh navy thì màu xanh lá sẽ là một cái màu em thấy là nó sẽ khó để mặc đồ hơn. Thì Fossil theo thế trên cái chiếc đồng hồ này, họ đã phối rất là đẹp cái màu xanh này. Cái tông xanh nó sẽ không bị quá đậm. Nó vẫn sẽ rõ được cái màu xanh lá nhưng nó sẽ không bị quá đậm. Và nó sẽ kết hợp với cái màu dây da non này, một sự đẹp, rất đẹp. Nếu mà cho em đưa em hai cái màu này nói không, em sẽ không nghĩ nó sẽ hợp nhau đâu. Nhưng mà khi mà lên chiếc đồng hồ như vậy nó sẽ rất đẹp. Và đó là lý do tại sao nó được xuất hiện trên clip ngày hôm nay. Rồi, đó là về màu sắc ha. Nói sau về cái bộ máy bên trong đi. Thì với cái phong cách bụi bặm như vậy thì nó sẽ hơi phức tạp hơn. Ba cái đồng hồ nãy giờ chúng ta nói chuyện một tí xíu. Chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái đồng hồ sim giờ tất nhiên phải có này. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm ba cái đồng hồ phụ bên trong nữa. Cái đồng hồ đầu tiên là để chỉ giờ theo định dạng 24 tiếng, có nghĩa là cái đồng hồ này chỉ có từ 1 tới 12 thôi với cái hình tròn dài bên ngoài, nhưng khi vào cái đồng hồ nhỏ bên trong này nó sẽ có từ 1 đến 24 luôn. Thì chiếc đồng hồ nếu nó nằm từ số 1 đến số 12 là buổi sáng, còn nếu mà sau 12 đến 24 thì nó sẽ là buổi chiều để chúng ta dễ biết. Và hai chiếc đồng hồ phụ còn lại nó sẽ phục vụ chức năng đếm tới. Nghĩa là khi chúng ta bấm nút ở trên nè thì chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu đếm tới, dừng lại và reset bằng nút ở bên dưới. Thì nó sẽ không đơn thuần chỉ là một chiếc đồng hồ xem giờ, nhưng chúng ta sẽ có thêm tính năng là đếm tới nữa, để chúng ta ví dụ chỉ còn canh cái gì đó thì có cái tính năng nó sẽ rất là hữu hiệu ha. Thì hai cái đồng hồ nhỏ nó sẽ phục vụ cho cái tính năng đếm tới đó. Thì về tổng thể, mặc dù là có thêm ba chiếc đồng hồ như vậy nhìn nó phải phức tạp hơn, nhưng nó không có rối mắt. Cái nào nó vẫn ra cái đó, bởi vì mỗi cái chiếc đồng hồ nhỏ nó sẽ làm sâu xuống, chứ nó sẽ không nằm trên một cái mặt phẳng, nó sẽ có một cái độ lõm xuống, cho nên chúng ta sẽ thấy được là nó có sự phân tầng. Tầng này là tầng đó, chứ không phải là tất cả mọi thứ đều nằm trên một cái mặt phẳng thì nó sẽ rất là khó. Nhưng đây nó có một cái sự phân tầng rất là nhẹ nhàng, tinh tế thôi, nhưng mà rất là đủ để chúng ta thấy nó rõ ràng hả chị. Ngoài ra cọc số thì nó cũng được
làm tương đối là đơn giản, chỉ có vị trí 12 với vị trí số 6 là nó có giờ La Mã thôi, còn lại cũng chỉ là những cái cọc số, thì nó cũng tương đối là tôi đơn giản. Và như mình nói rồi thì những cọc số này các bạn sẽ tốn thời gian làm quen một chút, nhưng về lâu về dài nó sẽ rất là dễ sử dụng ha. Bộ kim chỉ cũng có dạ quang nữa kìa. Lại một cái yếu tố mà mình thấy có lẽ là anh em sẽ cân nhắc ha. Cái này chắc mình phỏng vấn chị Mai xíu đi, tại vì đàn ông con trai mà mang những cái mẫu đồng hồ như thế này, ba chiếc đồng hồ mà ban đầu thì nó là quá là đơn giản và nó quá hiển nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà một người đàn ông mà mang chiếc đồng hồ nó bùi như thế này thì với chị Mai là một người nữ thì chị sẽ cảm nhận thế nào? Có cá tính. Yes, mình cần cái keyword đó. Rồi sẽ nói gì? Rất có cá tính và có ngu. Tại vì nếu như để mà nói mà có thể phối trang phục hàng ngày với những cái mẫu đồng hồ mà chúng ta có cái tông màu, nói là nó kén thì cũng không hẳn. Thế nhưng mà nó nói chung là nó cũng sẽ khó hơn với những cái tông màu đen hay trắng, đúng không? Dạ, đúng thì rồi. Chắc chắn là anh chàng này cũng phải có gu. Đấy, có gu và có cá tính. Như đó thôi cũng đã đủ để các chị em phải rung rinh rồi đấy. Rồi ok. Rồi, một ý kiến rất là hay ha. Và đó cũng chính là cái điều mình quan ngại, nhưng nó cũng là cái điểm mạnh của chiếc đồng hồ này, là phải có gu mới mang được, mà đã mang rồi thì chắc chắn là sao? Có gu. Yes, cảm ơn chị Mai. Rồi ok. Rồi, vậy thì còn thiếu một mẫu đồng hồ nữa. Rồi ok, đây là một chiếc đồng hồ cũng đến từ một cái thương hiệu Nhật Bản. Với tầm giá dưới 5 triệu thì rất là thiếu sót nếu không có thương hiệu Casio này. Thì mình cũng sẽ không có muốn chọn cho bạn những cái mẫu đồng hồ Casio mà tầm giá nó quá thấp, mà mình sẽ muốn chọn một dòng nó cao một chút đến từ cái dòng là Edifice của Casio. Thì trên tay em là chiếc đồng hồ EFV540D 1AVUDF với mức giá cũng đâu đó khoảng 3,5 triệu thôi, chưa tới 4 triệu nữa, rất là ok. Theo chị thấy chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với những bạn như thế nào? Chị nghĩ là bạn ý đầu tiên các bạn sẽ phải có một chút gì đó nó thể thao ở trong người ấy đã. Bạn phải đam mê thể thao thì bạn mới lựa chọn những cái mẫu đồng hồ nó như thế này. Rồi hoặc là các bạn cũng có một cái chút gì đó nó mạnh mẽ, theo đuổi một cái phong cách nó mạnh mẽ hơn, trông nó cũng hầm hố hơn một chút xíu. Và chắc chắn một điều nữa, chị nghĩ mẫu đồng hồ này nó sẽ phù hợp với những ai có cổ tay to nhá. Tại vì kích thước nó cũng khá là lớn nữa. Rồi, thì nếu bạn là một người năng động mà là một người thể thao mà các bạn lại không muốn đeo những cái đồng hồ kiểu smartwatch, tại vì trong thể thao thì thường sẽ đeo kiểu Apple Watch hay là Garmin, đúng không? Nếu bạn không thích những kiểu đó nhưng các bạn vẫn muốn đeo chiếc đồng hồ mà người ta nhìn vô người ta biết bạn là một người năng động thể thao sporty, thì những chiếc đồng hồ Edifice như thế này sẽ là sự lựa chọn rất là phù hợp với các bạn ha. Chúng ta sẽ có một cái mặt ở trong nhìn nó rất là phức tạp đến từ nhà Casio, tại vì cái thương hiệu Edifice là nó được lấy cảm hứng từ cái môn thể thao là xe đua F1 mà chứ là cái cọc số bên trong nó cũng sẽ mô phỏng lại cái môn thể thao đó, nên mọi thứ thì nó sẽ rất là phức tạp. Thì vô hình chung nó tạo một cái nét rất là thể thao và một cái điểm nhấn rất là rõ của thay các bạn. Và như chị Mai nói là mặc dù cái đồng hồ này nè sang mặt nó chỉ có khoảng từ 40-42mm thôi, nhưng bạn nên có cái cổ tay nó to hay là nó dày một chút, một tí xíu để mà nó cân được chiếc đồng hồ này. Còn nếu các bạn mỏng quá thì chiếc đồng hồ này nó sẽ bị hơi bị kênh so với cổ tay các bạn ha. Thì theo mình thấy là như vậy. Nói sâu vào mặt chiếc đồng hồ đi, chúng ta sẽ có một cái đồng hồ lớn để chỉ giờ nè, và bên trong chúng ta sẽ có ba chiếc đồng hồ nhỏ nữa. Thì chiếc đồng hồ này tụi mình đã từng có review rồi, mình sẽ để cái link bên dưới để các bạn xem, tại vì nói sơ sài chiếc đồng hồ này hiện nay không xứng đáng, nên mà nói dài nó sẽ bị dài. Thì các bạn nếu thích bấm cái link bên dưới nó sẽ có rõ ràng các bạn xem ha. Chiếc đồng hồ này sẽ có cái kính là kính khoáng nè, sang mặt là khoảng 42, độ chống nước đến từ nhà Casio là 100m, nó sẽ hơn như các bạn nãy giờ rất là nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mang đi bơi chiếc đồng hồ này nha. Đi nắng mưa thì khỏi nói rồi, tắm thì cũng khỏi nói, đi bơi được thì cái kia phải được, đúng không nè. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm ha. Và nó cũng bền nữa, cho nên nếu các bạn là một người thích thể thao, bạn cần một chiếc đồng hồ bền, có điểm nhấn, có cá tính, thì những chiếc đồng hồ Edifice như thế này sẽ sự lựa chọn rất là ok các bạn ha. Chị thấy là năm mẫu đồng hồ ngày hôm nay chúng ta đều đang có những cái phong cách khác nhau, đúng không? Từ đơn giản này cho tới có gu một chút xíu, phá cách, cá tính một chút xíu, cho tới những cái mẫu đồng hồ mà chúng ta có một cái sự thể thao nhất định ha. Thì đây cũng là một trong những cái điều khá là đặc biệt để tụi mình có thể mong muốn mang tới cho bạn cái sự lựa chọn trong những cái cá tính, trong những cái phong cách, cùng với một cái tầm giá nó, chị nghĩ là nó phải chăng. Nó phải chăng nhất trong cái thời điểm hiện tại để các bạn có thể an tâm xuống tiền cho mình một mẫu đồng hồ chất lượng nhá, để các bạn có thể sử dụng trong lâu dài này. Rồi ok, vậy là có lẽ là đến đây video cũng khá là dài rồi và editor cũng đã ngại cắt rồi. Rồi nên là mình sẽ xin phép được khép lại video ngày hôm nay ở đây. Và hy vọng rằng với năm sự lựa chọn ngày hôm nay thì các bạn có thể tìm ra cho mình được một mẫu đồng hồ ưng ý nhất nhá. Và bây giờ đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hoài Chiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.